Câu lạc bộ Heerenveen muốn Văn Hậu ở lại nhưng vướng rào cản phí chuyển nhượng cộng với lương cao, và để được ra sân, hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội phải chứng minh năng lực. Trả lời truyền thông Hà Lan hôm nay, huấn luyện viên thủ môn của câu lạc bộ Heerenveen, ông Raymond Visser nhấn mạnh đội bóng này muốn có lính đánh thuê Văn Hậu cho mùa giải mới, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ của hậu vệ tuyển Việt Nam. Văn Hậu ham học hỏi, đủ điều kiện thể chất để chơi ở giải Hà Lan, huấn luyện viên Raymond Visser nói. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Văn Hậu ở lại, chuẩn bị bình thường như các đồng đội và hoàn toàn có thể thi đấu. Nó sẽ chứng minh Văn Hậu có đủ đẳng cấp để chơi ở giải Hà Lan hay chưa, huấn luyện viên Raymond Visser nói tiếp. Lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội mới đây cho biết sẵn sàng hỗ trợ trả lương để Văn Hậu ở lại chơi bóng cho Heerenveen với điều kiện đội bóng này có lộ trình phát triển cụ thể với Văn Hậu, giữ lại vì lý do chuyên môn. Còn huấn luyện viên Raymond Visser cho biết ở Heerenveen mọi thứ rất công bằng, Văn Hậu phải chứng minh được năng lực mới được thi đấu. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Văn Hậu hết hợp đồng cho mượn 1 năm từ Hà Nội với Heerenveen nhưng chưa chốt tương lai, vì thế chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt đưa anh vào diện trả về nơi sản xuất Hà Nội. Được biết, phía Văn Hậu vẫn đang đàm phán với Heerenveen về việc tái ký hợp đồng với hậu vệ này. Một năm qua ở Heerenveen, Văn Hậu được ra sân 4 phút ở Cúp Quốc gia, chưa được ra sân ở giải vô địch Hà Lan và chủ yếu đá ở giải trẻ cho các cầu thủ dự bị. Huấn luyện viên Raymond Visser cũng khen ngợi Văn Hậu đã nói được tiếng Anh, vốn là rào cản khi anh đặt chân đến Heerenveen. Văn Hậu khát khao được ở lại Hà Lan và những nút thắt dần tháo gỡ mở ra khả năng hậu vệ này được ở lại Hà Lan chơi bóng.